8 năm là cán bộ nhà nước, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau từ cán bộ hợp đồng, phó chủ tịch mặt trận tổ quốc xã, bí thư đoàn thanh niên xã đến phó bí thư thường trực đảng ủy xã. Đều đặn hàng tuần, chị Sùng Thị Xua đều dành từ 1 đến 2 ngày để đi cơ sở cùng ăn cùng ở cùng làm với bà con nhân dân tôi thường xuyên đi tham gia các buổi sinh hoạt tri bộ cũng như là tham gia họp bản để nắm được các tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân từ đó thì tham mưu về những cái chủ trương những cái đường lối ở địa phương để đảm bảo cho việc mà thực hiện các chỉ tiêu các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội bên cạnh đó thì tôi rất là quan tâm đến việc mà phát triển đảng viên nhất là đảng viên ở nông thôn từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ xã Điện Quan đã kết nạp mới được 10 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 150 đồng chí, tham gia sinh hoạt ở 15 chi bộ, tất cả các thôn, bản đều đã có đảng viên. Chị Sùng Thị Xua xem đây là lực lượng nòng cốt, thường xuyên đồng hành cùng các đảng viên ở địa bàn cơ sở trong việc đưa các giống cây trồng vật nuôi mới vào sản xuất ở địa phương, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Mình rất tự hào về chị vì một người lãnh đạo luôn sát sao, sao với người dân. Từ đó thì phấn đấu để tích cực thành một người đảng viên để tham gia các phong trào hoạt động của đoàn thể lại phát triển kinh tế của địa phương tốt hơn. Đối với điện quan là có 21 cán bộ và công chức thì nếu mà được tất cả như đồng chí xua để tham mưu cho đảng ủy chính quyền địa phương thực hiện các cái nhiệm vụ về từ phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới thì nếu mà được tất cả để có cái năng động như vậy thì chắc chắn là trên địa bàn xã sẽ có nhiều cái đổi mới mà có sẽ cái phát triển nó sẽ phải nâng lên. Việc được cấp ủy chính quyền tin tưởng cùng với tình cảm quý mến của bà con nhân dân sẽ giúp các cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số như chị Sùng Thị Xua tiếp tục tự tin phát huy kiến thức, kỹ năng và sức trẻ trong công việc góp phần thúc đẩy sự phát triển đi lên của mỗi vùng quê.